Đình Minh Lập xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì em lên đo công trình ở phố Miêu Nha, phố còn gọi là phố Đô Nha đấy, Tây Mỗ đấy các bạn. Đấy, thì công trình này thì em làm từ A đến Z luôn nha các bác nhé. Thì, cái video hôm trước em có làm một cái video vào cửa lùa bằng inox ấy. Đấy, em có làm bằng cửa lùa bằng inox thì em sẽ lắp ở căn này. Đấy, toàn thể cái nhà này là cửa ngoài là bác chủ nhà yêu cầu bằng inox hết, mà để cửa lùa lắp như cửa nhôm ấy thì em sẽ thiết kế cái bộ cửa lùa đấy để lắp vào cho bác ấy. Thì hôm nay em sẽ quay cho tất cả các bác xem công trình của em ở phố Miêu Nha luôn. Thì các bác xem được cái video này thì nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nhé. Thì các bác nào làm bên cần làm về bên nhôm kính, inox hoặc mái kính, mái poly thì các bác cứ liên hệ cho em một số điện thoại ở trên đầu video ấy. Đấy, thì như mấy hôm trước thì em có ra một cái video thì lắp cái cửa cho nhà anh Quang ở trên Lạng Sơn. Cảm ơn anh chị đã tin tưởng và ủng hộ kênh Đình Minh Lập nhé. Còn bây giờ em sẽ quay cho các bác xem tất cả những cái nào mà em bị lắp ở đây. Đây là 5 tỷ, em sẽ quay tất cả những cái gì mà em chỉ lắp ở đây nhé. Ở phía đằng trước này đi ra ngoài thì, đây còn mà. Cái hàng rào và cái cửa cổng đấy. Và một cái mái kính ở đây nhé. Chuyển xong con đỡ phải chạy sang. Còn trên này của em là tất cả là trùng cọp nhé, trùng cọp bằng inox nhé. Cái căn này thì em dự tính là rơi khoảng 2 tấn inox. Đấy, tất cả inox mà inox chỉ có lan can ở ngoài là để trắng nhé các bác nhé. Còn nữa là em sơn tích điện ở vân gỗ. Đây là cũng là cửa inox này. Còn cửa vệ sinh này em làm nhôm sinh pha nhé. Đây là cửa phòng cửa sinh pha. Còn về bên này cái cửa sổ thì như em đã nói là cửa sổ là bằng inox hết, sơn vân gỗ thì bác ấy không phải là ấy, bác ấy thích cái cửa inox của sơn vân gỗ chứ không phải là bác ấy không có tiền mà làm cửa inox, cứ tách riêng ra cửa inox nó đắt hơn cả cửa cửa sinh pha Quảng Đông. Riêng cái bộ cửa này rơi vào khoảng 9 triệu một bộ. Có thì biết đằng nào lần 9 triệu một bộ cửa. Đầu mình hơi đau, mình nhớ nhiều cho nó đau hết cả đầu. Ốm cửa sổ xong rồi còn chắn xong cẩn thận không phải viết vào thùng, tôi viết cho nó nhẹ đầu của ông nếu cản xong nóc như nhà bên kia 200 chắn xong cái nóc nhiều đấy, thì mình sẽ tất cả cửa lắp hết toàn bộ ở đây bằng inox sơn vân gỗ, trùng cọp, hoa cửa sổ. Ở trên này thì cái mái tốt. Cái tôn này thì hôm em không quay cho các bác xem được vì cái máy tôn này là tôn Olympic nhỉ? Nhìn này đâu tôn Olympic đấy. Nam để nó đồng bộ. À, các bác nào đặt nóc như thế này, nóc như này, nó đặt nóc. Em còn cái máy ở bên Đình Thôn thì đang làm, có luôn chờ đặt nóc, rút hết là có luôn. Cái cửa nhà này em vào hết như con nói từ đầu là vào hết rồi, còn chờ mới cái đặt nóc thôi. Phải sơn lót. Sơn lót kia là vin nha các bác nhé. Sơn lót sau vin. Sơn xong rồi lắp trước cánh cái tầng hai và tầng ba. Bác cứ cần gì về bên nhôm kính inox thì cứ liên hệ với em số điện thoại trên đầu video ấy. Còn cái phần
Máy kính thì nhiều bác hỏi em rất nhiều, nhưng mà các bác hỏi tham khảo, không các bác là hỏi nó khác. Từ video được trước em đã nói rồi thì, riêng các bác cứ tham khảo giá bọn em, xong bắt đầu các bác là gọi người khác đến thì không bao giờ người ta làm bằng người đầu tiên được. Bao giờ người ta rẻ hơn từ 50 đến 100 nghìn, có thể là đến 200 nghìn. Đây, để em lắp đây. Cái khuôn này của em là khuôn 8 phân. Thì em để đây là 9 phân. Để 9 phân để còn bằng keo. Cái là hộp 48 à. Đấy, 48 thì mới làm lùa được các bác ạ. Đây là cửa rất to, cái cửa này của em là cửa này là 2m7 nhé, 90 x 2m7. Đây cũng bộ cửa inox 2 cánh nhé. Còn đây là cái lan can, đây đang đổ răng để làm hàng rào đấy. Em cũng nói qua luôn, hôm trước có một anh chị làm cái nhà 9 tầng ở Cổ Nhuế. Có điện cho em làm cái viên nhôm kính. Thì đây là không biết là các thợ làm như nào thì mình không biết đâu. Đấy, cửa ví dụ như cửa phòng này này. Cửa phòng này nó không to như này đâu, nó chỉ có 80 x 2m15. Cửa phòng thì 80 x 2m15. Cửa sổ thì đâu khoảng 1m1 nhân với 1m3. Đó, bé quá ạ. Thì em cùng báo giá là nếu mà anh chị làm đồ bộ là 1.350.000 thì không biết cái đơn vị nào làm một triệu một năm chục. Em không hiểu được. Các bác hạ thấp cái giá thành thì các bác sẽ hạ thấp cái chất lượng của uy tín của các anh xuống thôi, chứ còn giá nào các anh làm 1.150.000 thì các bố ăn cái mịt. Hôm nay xong hết không anh? Cửa này em nói 2 tấn thì các bác không tin được, nhưng mà hôm nào em lắp em sẽ quay cho các bác xem tại sao lại em bỏ khoảng 2 tấn inox chắc gạo luôn này các bác ạ. Vì cái làm cửa lùa inox này nặng lắm. Đây toàn bộ cái nhà này đây. Có nhìn inox hết luôn. Inox sạch luôn. Đấy, video em cũng xin dừng tại đây thôi nhé. Các bác xem được video này thì nhớ đăng ký kênh, like ủng hộ mình nhé. Các bác cần gì thì cứ để số điện thoại trên đầu video ấy. Thì xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác video sau.